Em kính mời các bác theo dõi công tác thi công cốt thép tại Trần Duy Hưng, nhà anh Vượng, chung cư mini đây. 110 Trần Duy Hưng. Đấy. Thì ngày hôm qua là anh em bắt đầu lắp hệ cột và dầm. Đấy, để các bác xem luôn, đây là quang cảnh công trình đây. Đấy. Rất là gọn gàng, sạch sẽ. Ở đây giờ em đã làm đến mái tầng 5 đây rồi. Đấy, ở đây nè. À, ôi chỗ bên này là mình đã lắp được luôn cả C80 rồi cơ à. Ở đây đúng có tiến có khác nhỉ. Hả? Chỉ có tiến không có lùi nhỉ, lắp nhanh nhỉ. Đấy các bác xem ạ. Cái công nghệ nó nhanh ra là phải là lắp và thi công nó nhanh. Đây, đây là các cái thép C cho dầm của sàn. Cái thép này là cho dầm cao 14 cm đây. Ở đây các bác nhìn thấy luôn, đây là cái khu vệ sinh này. Nước còn đang ngập lênh láng này. Đấy, anh em bảo dưỡng xong này. Nước đây. Đó.